Bảy My phản ứng bất ngờ sau phát ngôn không sinh con làm dậy sóng dư luận. Bảy My lên tiếng khi phát ngôn không có kế hoạch sinh con gây tranh cãi dữ dội. Sau 3 năm về chung nhà, người hâm mộ rất chờ đợi tin vui từ đôi vợ chồng Bảy My và Kevin Khánh. Sống kín kẽ sau khi kết hôn. Tuy nhiên, trong lần hiếm hoi chia sẻ về chuyện đời tư, Bảy My gây tranh cãi khi chia sẻ về việc sẽ sống chung cùng chồng Kevin Khánh đến già và không có kế hoạch sinh con. Giữa nhiều ý kiến tranh cãi, bình luận sôi nổi trên cộng đồng mạng, Bảy My đã lên tiếng đính chính về phát ngôn trước đó. Cô tỏ ra bất ngờ vì phát ngôn của mình trở thành tâm điểm bàn tán. Theo đó, nữ ca sĩ đính chính, cô không tuyên bố về kế hoạch riêng tư của hai vợ chồng, mà chỉ trả lời câu hỏi thắc mắc từ người hâm mộ. Hôm nay tự nhiên mở mắt dậy thấy mình lên báo nhiều ghê, mà tụi mình trả lời câu hỏi của các bạn fan, chứ đâu có tự nhiên tuyên bố. Cùng với status đính chính, Bảy My đang kèm bức ảnh khoe vóc dáng thon gọn săn chắc ở tuổi 30. Cưới nhau 3 năm, vợ chồng Bảy My, Kevin Khánh tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn bằng những chuyến du lịch cũng như tập gym để giữ gìn sức khỏe và vóc dáng. Sau khi kết hôn, cả hai sống kín kẽ và không hoạt động nghệ thuật sôi nổi như trước, chỉ thỉnh thoảng mới cùng nhau xuất hiện ở một số sự kiện. Trước những ý kiến tranh cãi về việc không muốn sinh con, người hâm mộ để lại bình luận động viên, đồng thời tỏ ra tôn trọng quyết định và quan điểm trong hôn nhân của vợ chồng Bảy My, Kevin Khánh, khi cho rằng cả hai chỉ cần cảm thấy cuộc sống hạnh phúc nhất. Trước đó, trong buổi fan meeting giao lưu cùng người hâm mộ, khi nhận được câu hỏi về dự định sinh em bé, Kevin Khánh đã thẳng thắn cho biết Khánh và My đã thống nhất không sinh con mà sẽ sống với nhau như vậy đến già. Cuộc sống hai người hiện tại đang rất vui, cho nên cứ sống với nhau như vậy. Đến một thời điểm nào đó thấy cần có con thì cả hai sẽ tính tiếp. Ngay sau đó, Bảy My còn hài hước tiếp lời. Hai đứa ở với nhau đã tăng động và trí chóe rồi, có thêm một đứa nữa sẽ có chuyện đấy. Bảy My, Kevin Khánh tổ chức đám cưới vào tháng 11 năm 2017, sau một thời gian dài hẹn hò bí mật. Chuyện tình của cặp đôi nhận được sự ủng hộ và chúc phúc từ người hâm mộ. Sau gần 3 năm về chung nhà, Kevin Khánh và Bảy My khá yên ắng với các hoạt động nghệ thuật. Cặp vợ chồng thỉnh thoảng đăng tải những hình ảnh, video nhí nhảnh đầy tiếng cười qua những chuyến đi trên trang cá nhân.